Người vợ ít biết gián tiên của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn nói về góc khuất hôn nhân sau 20 năm. Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn thổ lộ về bạn gái đã gắn bó 20 năm không danh phận. Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và bạn gái gián tiên hài lòng với điều này. Tuổi 66, thấy mình vẫn trẻ yêu đời. Những năm gần đây, Trịnh Nam Sơn ít về Việt Nam biểu diễn. Lần trở lại này, anh sẽ mang điều gì mới mẻ cho khán giả. Với tôi, lần hội ngộ này mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Tôi muốn hát những tác phẩm của mình để một lần nữa được sống lại bầu không khí âm nhạc cùng mọi người. Vài năm qua, tôi có nhiều tác phẩm mới, nhưng thời lượng chương trình có hạn nên sẽ chọn các ca khúc cũ. Còn về phong cách, tôi vẫn thấy đầu vẫn láng và gọn ghẽ, trang phục thì cô nàng, bạn gái gián tiên, sắm gì tôi mặc nấy thôi. Lần đầu, anh kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Huy, lại có thêm vợ chồng Tô Chấn Phong, cháu ruột và Khánh Hà. Điều đó có gây áp lực cho anh trên sân khấu lần này. Tôi không cảm thấy một áp lực nào cả, chỉ có hứng thú lẫn hạnh phúc vì sắp được gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi và anh Đức Huy, một nghệ sĩ đàn anh tôi yêu quý, có cơ hội làm việc chung. Sự kết hợp và chia sẻ âm nhạc của Đức Huy và Trịnh Nam Sơn sẽ đưa đến cho khán giả những miền âm nhạc mới mẻ. Còn với Tô Chấn Phong, Khánh Hà, chúng tôi dù là bà con nhưng ít có dịp biểu diễn chung. Chúng tôi ngồi quý nhau vì tình cảm gia đình còn để trọng ở tình đồng nghiệp. Do đó tôi rất vui và hoan nghênh gợi ý này của ban tổ chức. Ngoài nghệ thuật, anh còn có nghề khác là kinh doanh bất động sản. Hai nghề với tính chất khác biệt cho anh những trải nghiệm gì? Với tôi, cố vấn đầu tư bất động sản là nghề, còn âm nhạc chỉ là nghiệp. Tôi kiếm sống bằng nghề và nuôi dưỡng đam mê bằng nghiệp. Do đó tôi thấy mình là nghệ sĩ làm kinh doanh hơn là doanh nhân làm nghệ thuật. Tôi hạnh phúc vì cả hai đến nay vẫn hỗ trợ tốt cho nhau khi nghề nuôi nghiệp và nghiệp làm cho nghề bớt căng thẳng. Tất nhiên cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Ở tuổi 66, anh vẫn đầy nhiệt huyết và đam mê. Năng lượng nào giúp anh luôn đầy cảm xúc, mỗi lần trình diễn đều để lại nhớ thương cho người nghe. Có lẽ do tôi may mắn hát được ca khúc do chính mình sáng tác, nên sự truyền tải cảm xúc trong tác phẩm đến người nghe đều trọn vẹn và dễ chạm hơn. Chính đam mê âm nhạc là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cảm xúc của tôi trong sáng tác, biểu diễn. Theo định nghĩa và khuyến khích của người đi trước trong nghề, tất cả các nam, nữ, nghệ sĩ đều nên khai giảm 10 năm tuổi của mình nếu có ai hỏi. Do đó tuổi tôi được tính là trong lứa tuổi 56 bạn ạ. Tôi thấy mình vẫn trẻ, giàu năng lượng và yêu đời, yêu người. Tôi không đào hoa, luôn chung thủy với bạn gái. Anh có một đời sống khép kín, gần như cách biệt với mọi người. Tâm thế sống hiện tại của anh thế nào? Tôi ít có bạn bè cà phê, bạn nhậu, nhưng cũng có những người bạn là nhạc sĩ khá thân. Chúng tôi gặp gỡ và tiếp xúc khi có dịp hợp tác, hoặc thỉnh thoảng đi uống cà phê nói về âm nhạc. Cũng như tôi, họ rất bận rộn và thường bị nhốt kín trong thế giới âm nhạc của mình. Về phần mình, tôi không cố tình sống cách biệt với mọi người. Tôi không cô đơn, chỉ là mang tính cách của một người cô độc. Anh viết nhiều về tình yêu, những mối tình lãng mạn, chia cắt xót xa hạnh phúc và cả những tan vỡ. Nếu để nói về tình yêu, suy nghĩ trong anh là gì? Đúng là cái nhìn về tình yêu ở mọi lứa tuổi khác đi ít nhiều. Tuy nhiên để yêu chỉ nên mơ mộng thôi, chứ đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Bởi vậy những tan vỡ xót xa, chia cắt trong các khúc của tôi phần nào cũng là sản phẩm của mơ mộng nữa. Chứ nếu phải trải qua hết bao nhiêu bất hạnh thì tim nào chịu nổi. Từng có một quá khứ đào hoa, rất nhiều phụ nữ quay quanh. Anh làm thế nào để giữ gìn sự chung thủy với người phụ nữ bên cạnh? Biết đâu vợ tôi chỉ lo lắng khi tôi không đào hoa, lãng tử thôi, vì như vậy sẽ không đủ hấp dẫn cô ấy đó chứ. Nói thế, nhưng Trịnh Nam Sơn chỉ đào hoa trong mắt mọi người nhìn vào thôi, chứ tôi thấy mình chẳng đào hoa tí nào. Tôi nghĩ muốn được đào hoa phải có số, còn mình chỉ có tính lãng mạn thôi. Do đó sự chung thủy trong tôi không bị sự cám dỗ nào thử thách cả. Anh và bạn gái gắn bó quá lâu, một chặng đường đủ dài để cả hai thấu hiểu, dung hòa những khác biệt. Tôi rất may mắn luôn được gián tiên đồng hành, khuyến khích và hỗ trợ trong tất cả sinh hoạt nghệ thuật lẫn đời sống. Chúng tôi thường độc lập, riêng biệt trong suy nghĩ và cả trong cảm hứng. Vì vậy tôi không thể nói bạn gái tạo cảm hứng, nhưng cô ấy thực sự giúp tôi rất nhiều trong việc nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Nhiều người cũng thường tò mò về chuyện tình cảm lâu dài của chúng tôi, nhưng thú thật không có bí quyết gì cả. Mọi việc đến và tiếp diễn một cách rất tự nhiên. Bạn bè thường gọi gián tiên là hồng nhan tri kỷ của tôi, và có lẽ đó là bí quyết. Bên nhau gần 20 năm, việc kết hôn có còn hiện hữu trong suy nghĩ của anh vậy? Chúng tôi đều có tính giống nhau là không thích sự lặp lại. Cả hai vẫn nói với nhau là những chuyện gì đã trải qua rồi thì không nhất thiết phải lặp lại.
hôn nhân, đám cưới, làm phụ huynh. Những việc này tôi và Tiên đều đã trải qua. Chúng tôi cũng không rõ hôn nhân sẽ là nước thang đi lên hay đi xuống cho mối quan hệ đang rất tốt đẹp này. Vì vậy cứ để mọi việc đến một cách tự nhiên. Giáng Tiên, tôi và Trịnh Nam Sơn từng mặc áo cưới, đều có con riêng. Nhiều lúc giận nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Giáng Tiên không dám nghe nhạc của anh vì sợ lại yêu quá, hết giận. Nhân dịp về Việt Nam hát trong đêm nhạc chuyện tình, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn được bạn gái Giáng Tiên tháp tùng. Gần 10 năm mới trở lại Việt Nam, Giáng Tiên chia sẻ với phóng viên về cuộc sống bên người bạn gần 20 năm và nhất định không cưới. Cơ duyên nào anh chị gặp nhau rồi về chung một nhà. Trước kia tôi hay nghe nhạc của Cẩm Vân và anh Sơn, nghe vì thích chất nhạc chứ không hâm mộ tới mức xin chụp ảnh. Một lần tình cờ tôi và anh cùng tham gia chiến thiện nguyện xây trường cho trẻ em Việt Nam tại Mỹ. Ban tổ chức mời anh hát đến gây quỹ, anh đến và không nhận cát xê. Ban tổ chức ngại quá, mời cơm để cảm ơn. Tôi ngồi ăn cùng mâm với anh, đối diện và thấy hợp. Trong bữa ăn tôi cứ nhìn lên lại thấy anh Sơn liếc nhìn, nói chung là có để ý. Sau đó ban tổ chức muốn xin ảnh của anh làm poster, tôi xung phong làm việc này. Ấn tượng đầu tiên của chị về anh thế nào? Anh Sơn nói chuyện có duyên, hiểu biết, có kiến thức, tôi đặc biệt thích điều này. Sau đó chúng tôi nói chuyện, nhắn tin qua lại, thấy có nhiều điểm hợp. Mọi chuyện diễn ra bình thường, chúng tôi đến với nhau tự nhiên. Khung cảnh lần đầu chị đi nghe anh Sơn hát thế nào? Có anh ấy ngồi đây, thấy ghét, tôi không muốn nói. Đến giờ mỗi khi nghe anh hát, tôi vẫn rất rung động. Nhiều người hỏi, đi theo anh ấy nhiều, nghe hát mãi mà không thấy chán à. Nhưng tôi không chán, nhiều lúc tôi giận mà không dám nghe nhạc của anh. Tại nếu nghe xong lại bị xúc động, hết giận mất. Sống với nhau hơn 20 năm, chia sẻ trên báo chí, Trịnh Nam Sơn vẫn gọi chị là bạn gái, không xưng hô vợ chồng, chị có buồn lòng. Đấy là thói quen thôi. Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chỉ gọi là anh Sơn, chứ không bao giờ gọi anh, kiểu gì cũng phải kèm tên anh ấy vào. Anh chị có dự định tổ chức đám cưới? Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Chúng tôi từng mặc áo cô dâu chú rể, đều có con riêng. Tôi thấy nhiều người yêu nhau lâu, đến khi cưới xong lại không ổn. Hiện tại chúng tôi không bị ràng buộc, không coi nhau như vợ chồng mà như bạn bè, tình nhân. Anh ấy hay ôm, hôn và nựng tôi gọi cưng ơi. Nhiều khi tôi đang làm, anh lại chạy ra ôm hôn, thành ra chúng tôi không quan tâm đến việc tổ chức đám cưới. Tôi thấy vậy là đủ. Ở bên Mỹ, nhiều khi cưới xong phải đổi họ. Chúng tôi đang tốt đẹp rồi nên không cần thay đổi nữa. Tôi rất sợ người ta nghĩ tôi cái danh phận của anh Sơn nên không muốn như thế. Sống với nhau hơn 20 năm mà vẫn ngọt ngào, chị có bí quyết gì? Với âm nhạc, anh Sơn kỹ tính nhưng đời thường lại đơn giản, kiểu rản trí hay quên, xòe xòa. Tôi lo mọi việc trong nhà, đôi lúc nhắc nhở anh đừng có đi trên mây. Một năm anh ấy mất 5-6 cái kính, 7-8 cái mũ là chuyện bình thường, rồi mắc phí, mất điện thoại. Lúc đầu tôi nghĩ tính anh nghệ sĩ nên thông cảm, nhưng mãi cứ vậy, tôi không thông cảm được, phải nhắc nhở cằn nhằn, nên anh cũng đỡ hơn. Giờ một năm, anh chỉ còn mất 1-2 cái kính thôi. Chẳng hạn có cái dao cầu trâu, trước lúc đi công tác cả tuần, tôi đã nhắc mà vẫn quên. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, nên bao giờ cũng thủ sẵn một cái. Nếu có vấn đề gì, cãi nhau cũng được, xong lại ngọt ngào chứ không để bụng. Mỗi lần cãi nhau là hiểu nhau hơn. Chúng tôi có cùng sở thích ăn uống, nhưng sinh quan chắc hợp nhau nên gắn bó. Anh Sơn cũng hay nhường chứ tôi không có bí quyết gì cả. Anh Sơn từng chia sẻ, vì chị hiểu biết về âm nhạc nên thỉnh thoảng viết lời bài hát trên nền nhạc của anh. Có khi nào anh chị mâu thuẫn? Có chứ. Khi cần phần viết lời của tôi, đầu tiên anh Sơn nói, trời ơi từ này, âm này, anh viết nốt cao, làm sao người ta hát. Anh phải viết âm mở, không được viết âm đóng. Kiểu vậy, nhiều lúc anh sửa ca từ, tôi tức lắm, vì thích chữ đó quá. Nói anh đổi nhạc, nhưng anh lại bảo không thể được. Rồi tôi phải nhún nhường, vì nhạc của anh ấy, mình ké thôi, với lại anh góp ý đúng. Có bài hát nào, anh lấy cảm hứng từ tình yêu của anh vậy? Có một bài tên là Giáng Tiên, nhưng ban đầu không phải viết cho tôi, mà viết cho nhạc cụ. Không lời, tôi nghe thấy thích quá, tự động viết lời. Rồi anh ấy thấy hợp nên đặt là Giáng Tiên. Anh bảo đó là sự tri ân, chứ không chủ đích viết cho tôi. Anh Sơn có nhiều bản nhạc chưa công bố, anh sáng tác rất nhiều. Có cái chưa kịp viết lời tôi đã xem trộm và tự cho lời vào. Tôi cứ viết chơi chơi vậy thôi. Để ra một bài hát, anh Sơn rất kỹ, cầu toàn lắm. Phải chi việc khác cũng cầu toàn như vậy thì đỡ. Trong đêm nhạc chuyện tình diễn ra, chỉ có lo trang phục biểu diễn cho anh. Hầu như tôi chuẩn bị hết. Nói chung anh rất đơn giản, chỉ cần quần jean và áo phông là lên sân khấu thôi. Tôi mua gì anh mặc đó, chứ không quá chú trọng trang phục biểu diễn.